Quý vị ta, thưa quý vị, có các cụ ta xưa thì vẫn có câu là thứ nhất đau mắt, thứ nhì nhức răng. Đau răng thì là nỗi ám ảnh của nhiều người. Thế nhưng quý vị nghĩ sao khi mà những phòng khám mà quý vị đặt niềm tin sẽ làm cho mình hết đau, hết sưng lại chưa hề có giấy phép hoạt động? May mắn thì quý vị có thể khỏi đau nhức. Thế nhưng khi những biến chứng của bệnh răng miệng là không thể chủ quan, thì câu chuyện bảo chứng cho hoạt động khám chữa bệnh của những phòng nha là câu chuyện đáng bàn. Tại Thành phố Hồ Chí Minh có rất nhiều những phòng khám như thế. Mặc dù không phép, thế nhưng những phòng khám này vẫn cứ ngang nhiên quảng cáo và ngang nhiên hoạt động. Phóng viên của Chuyển động 24 giờ đã ghi nhận thực tế hoạt động của các phòng khám nha khoa này và đây là những mối nguy cơ tai biến gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của người dân. Trên đường Bành Văn Trân, quận Tân Bình, trong vai người có răng bị viêm buốt, chúng tôi ngay lập tức được nhân viên cơ sở này dẫn ra phía sau. Không mặc áo blue theo quy định, không găng tay thăm khám. Những nhân viên này nhanh chóng xác định răng viêm buốt là do bị vỡ và cần trám lại. Còn tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, chỉ một khu vực chợ có đến 3 phòng khám nha khoa. Tra cứu giấy phép tại cổng thông tin Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, các cơ sở này đều không nằm trong danh mục được cấp phép. Tuy nhiên, khi có yêu cầu, những nhân viên này sẵn sàng tiếp khách hàng thực hiện các thủ thuật về răng như thế này. Mới bôi răng thì cứ khoảng 5 đến 6 tháng đi lấy. Còn đây là đơn kiến nghị của phòng khám nha khoa này đến cơ quan chức năng. Chủ cơ sở cũng chuẩn bị khởi kiện khi tình trạng nha khoa không phép mạo danh thương hiệu đã khiến hàng loạt khách hàng nước ngoài hủy dịch vụ khám chữa răng tại đây. Cái ảnh hưởng lớn hơn nữa là cái ảnh hưởng đến cái thương hiệu của quốc gia. Nha khoa là khách hàng, một phần lớn là khách hàng ở nước ngoài là Việt Kiều. Thì cái kết quả nó sẽ xấu, điều đó là chắc chắn. Và họ đem cái kết quả xấu này đi ra nước ngoài. Thì cái người bác sĩ nước ngoài họ sẽ kiểm tra. Và khi đó họ nói là đây là kết quả làm của bác sĩ Việt Nam. Nhiều phòng khám không phép nhưng quảng cáo có thể nhổ được răng, cái implant. Trong khi đây là những hoạt động xâm lấn hết sức nguy hiểm. Vâng, loạn phòng khám nha khoa không phép có lẽ là cụm từ chính xác nhất để mô tả về hiện trạng mà quý vị vừa có thể thấy. Sẽ như thế nào nếu người dân chỉ nhìn vẻ bề ngoài hào nhoáng của những cơ sở này với bảng hiệu, với những quảng cáo khuyến mại dịch vụ chăm sóc răng miệng? Nhiều bác sĩ tại Thành phố Hồ Chí Minh đã lên tiếng về mối nguy hiểm đối với người dân khi mà chẳng may đến những phòng khám nha khoa không phép. Theo bác sĩ Nguyễn Đức Minh, nếu các cơ sở không phép thực hiện các thủ thuật như nhổ răng, bắt buộc phải tiêm thuốc tê. Đây là điều nguy hiểm bởi các cơ sở này chưa được kiểm tra về các điều kiện an toàn. Người ta mà nó bị sốc phản vệ thôi. Sốc phản vệ thì xử lý như thế nào thì những cơ sở đó có khi người ta không có nắm được những cái nguyên tắc về xử lý của sốc phản vệ thì cũng có thể dẫn đến tử vong. Trước mắt, những nguy cơ lây bệnh từ các dụng cụ sử dụng từ người này sang người khác là điều có thể thấy được. Điều trị nha khoa thường là các can thiệp nó liên quan đến việc chảy máu. Ví dụ như anh cạo vôi anh cũng có thể gây ra chảy máu. Anh nhổ răng hiển nhiên là gây ra chảy máu. Nếu anh không có thiết bị và anh không hiểu được quy trình vô trùng thì anh sẽ phát tán cái việc lây nhiễm cho toàn xã hội. Vâng, những nguy cơ mà chúng ta có thể thấy ảnh hưởng đến người tiêu dùng khi đến những cái phòng khám nha khoa không phép. Đặc biệt như tôi đã nói một lần đó là câu chuyện về biến chứng của nha khoa, những cái căn bệnh răng miệng là cái câu chuyện mà chúng ta không thể chủ quan được. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với cái lý do vì sao lại có gây ra cái hiện trạng loạn phòng khám nha khoa như vậy với những bất cập trong quản lý. Nhiều phòng khám bị phát hiện không phép nhưng ngang nhiên hoạt động. Phóng viên đã tìm đến Ủy ban Nhân dân quận Tân Bình. Từ chối ghi hình trả lời phỏng vấn, đại diện Ủy ban Nhân dân quận Tân Bình cho biết đây là những cơ sở hoạt động không phép và quận cũng đã từng xử lý những trường hợp tương tự, giao cho địa phương là Ủy ban Nhân dân phường quản lý, không để cho cơ sở hoạt động tiếp tục. Tuy nhiên, thực tế giám sát ra sao khi mà bên ngoài cơ sở để tạm ngừng hoạt động, phía bên trong lại vẫn tiếp tục đón khách? Theo luật sư Hậu, bất cập này có thể thấy khi theo quy định xử phạt hiện nay, phòng khám nha khoa không phép chỉ bị phạt từ 50 đến 70 triệu đồng. Ngoài hình thức phạt tiền, các phòng khám còn bị phạt bổ sung, đình chỉ từ 6 tháng đến 1 năm. Trong thời gian này, một số phòng khám sẽ có thể đối phó. Do đó các cái cơ quan chức năng đó, tôi thấy rằng chúng ta cũng cần phải nghiên cứu để sửa đổi cái điều này. Đây là một cái việc mà tôi cho rằng nó lách luật. Do đó thì chính như cái kẽ hở này đó thì chúng ta cũng phải kiến nghị với lại chính phủ để mà bổ sung sửa đổi cái phần này. Một hình thức đối phó khác nữa là cơ sở chuyển địa bàn, dẫn đến tình trạng xử lý phòng khám này nhưng chủ sở hữu lại chuyển địa bàn khác. Một phòng khám không phép lại mọc lên, thách thức cơ quan chức năng.
Trước những bất cập trên, phóng viên chúng tôi đã đặt câu hỏi với Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh, chẳng lẽ là không thể có các giải pháp triệt để xử lý tình trạng này, và chúng ta sẽ cùng nghe. Ông Nguyễn Minh Cường, Phó Chánh Thanh tra Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đã đề xuất với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt những cơ sở nha khoa không phép, nếu tái diễn sẽ tiến hành cưỡng chế. Trước mắt thì là yêu cầu và giám sát tháo gỡ bảng hiệu, đề xuất Ủy ban Nhân dân phường làm việc với chủ nhà, vận động chủ nhà không cho thuê hoặc tiếp tay cho các cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật. Vâng, và chúng tôi thì sẽ còn tiếp tục theo dõi câu chuyện này để có những xem những cái giải pháp triệt để sắp tới đây của cơ quan chức năng, bởi vì không thể làm ngơ trước tình trạng nha khoa không phép như vậy. Nhưng trước mắt thì người dân có thể làm theo hướng dẫn sau để không rơi vào tình trạng khám tại những nơi không phép, không đạt chuẩn. Chúng ta có thể truy cập vào cổng website Sở Y tế tại địa chỉ www.medinet.hochiminhcity.gov.vn vào mục tra cứu dữ liệu, gõ tên cơ sở để xem là có phép và có đúng chuyên môn hoạt động hay không, để đảm bảo sức khỏe của chính mình. We'll be right back.